Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha Warren Buffett. Phần 3, Đường đua, The Race Track. Chương 20, Graham Newman. Chương 20 của cuốn sách có tựa đề Graham Newman tập trung vào mối quan hệ hợp tác giữa Benjamin Graham và Jerry Newman. Đây là phần quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của Buffett khi ông học hỏi từ Graham, người được coi là cha đẻ của phân tích chứng khoán hiện đại. Công ty Graham Newman được thành lập vào năm 1936, Graham Newman là một trong những quỹ đầu tư tiên phong tại phố Wall. Với Graham và Newman, vừa là đối tác góp vốn, vừa là quản lý chính của công ty. Họ thiết lập các chiến lược đầu tư sáng tạo, bao gồm việc mua bán chứng khoán và các cơ hội đầu tư. Phong cách quản lý của Graham và Newman. Mặc dù là đối tác trong suốt 30 năm, mối quan hệ giữa Graham và Newman không phải lúc nào cũng thuận lợi. Graham là người được biết đến với tính cách trầm tĩnh, thường không để ý đến những lời phàn nàn hay xích mích từ Newman, người khá cứng rắn và kiên định trong đàm phán. Cả hai đã duy trì mối quan hệ hợp tác chuyên nghiệp trong suốt thời gian dài, bất chấp sự khác biệt về phong cách cá nhân. Học hỏi từ Graham, Warren Buffett chịu ảnh hưởng lớn từ Graham khi ông làm việc tại công ty Graham Newman. Ông học được cách phân tích giá trị của cổ phiếu dựa trên các chỉ số tài chính và cách đầu tư hiệu quả bằng cách áp dụng nguyên tắc biên an toàn của Graham, một khái niệm giúp nhà đầu tư mua chứng khoán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chúng để giảm thiểu rủi ro. Kết thúc sự nghiệp của Graham tại Graham Newman. Vào năm 1956, Graham quyết định giải thể công ty khi ông 62 tuổi và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư. Buffett được đề nghị trở thành cộng sự chính của công ty sau khi Graham nghỉ hưu, nhưng cuối cùng Buffett từ chối vì nhiều lý do cá nhân. Chương này nêu bật tầm quan trọng của công ty Graham Newman trong sự phát triển sự nghiệp của Buffett và sự ảnh hưởng sâu sắc của Graham đối với phong cách đầu tư của ông. Chương 21, Thế Thượng Phong. Chương 21 của quyển sách kể về khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1956 khi Warren Buffett dần khẳng định vị thế của mình trong giới đầu tư ở New York. Thời gian tại New York, Buffett bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của mình trong thế giới tài chính với các thương vụ thành công và các chiến lược đầu tư sắc bén. Ông dần trở thành một nhà đầu tư có tiếng và bắt đầu bước chân vào giai đoạn thượng phong trong sự nghiệp của mình. Gia đình và cuộc sống cá nhân. Buffett vẫn luôn duy trì một cuộc sống cá nhân giản dị nhưng hạnh phúc. Trong giai đoạn này, vợ ông Suzy hạ sinh đứa con trai thứ hai của họ là Howard Graham Buffett vào năm 1954. Đứa trẻ này được đặt theo tên của Benjamin Graham, người thầy mà Buffett kính trọng. Ảnh hưởng của Benjamin Graham. Buffett tiếp tục học hỏi và áp dụng các nguyên tắc đầu tư từ Graham nhưng cũng dần phát triển phong cách riêng của mình. Dù Graham là một người thầy vĩ đại, Buffett bắt đầu tách mình khỏi những ràng buộc trong cách tiếp cận truyền thống của Graham để khám phá các cơ hội đầu tư mới. Tư duy đầu tư khác biệt. Buffett đã có nhiều sự khác biệt so với các nhà đầu tư cùng thời với cách tiếp cận đầu tư dựa trên giá trị. Ông không chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư giỏi mà còn là một chiến lược gia với tầm nhìn xa và khả năng dự đoán sự biến động của thị trường. Chương này nhấn mạnh sự chuyển biến từ một người học trò đầy tiềm năng thành một nhà đầu tư độc lập và đầy uy tín trong giới tài chính. Chương 22, Sắc đẹp tiềm ẩn. Chương 22, Sắc đẹp tiềm ẩn trong quyển sách Hòn Tuyết Lăn tập trung vào giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1958 khi Warren Buffett quay về quê nhà Omaha để thiết lập nền tảng cho sự nghiệp đầu tư của mình. Chương này không chỉ miêu tả chi tiết cuộc sống của ông trong giai đoạn này mà còn nêu bật những triết lý đầu tư và quản lý tài sản mà ông dần phát triển. Cuộc sống tại Omaha và khởi đầu của Buffett Partnership. Sau khi tích lũy được một khoản tiền đáng kể, Buffett trở về quê nhà Omaha từ New York và quyết định thành lập công ty riêng Buffett Partnership. Dù đã kiếm được hơn 170.000 đô la và có thể sống thoải mái, Buffett vẫn duy trì một lối sống giản dị. Ông thuê một ngôi nhà nhỏ với giá 175 đô la mỗi tháng và điều hành công việc từ đó. Ông sống với vợ của mình là Suzy và con cái trong sự khiêm nhường. Mặc dù tài sản của ông tăng trưởng đều đặn nhờ khả năng đầu tư, Buffett chia sẻ rằng chi phí sinh hoạt của gia đình ông là khoảng 12.000 đô la mỗi năm, cho thấy ông không bị lôi cuốn vào những cuộc sống xa hoa như nhiều người thành đạt khác. Quan điểm về tiền bạc. Trong chương này, Buffett nhấn mạnh rằng tiền bạc đối với ông chỉ là một công cụ để đạt được những mục tiêu lớn hơn, chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Ông coi tiền như một phương tiện để đầu tư và phát triển sự nghiệp.
không bao giờ để mình trở thành người bị lệ thuộc vào nó. Tinh thần độc lập và tự chủ tài chính của Buffett thể hiện rõ qua việc ông không để tiền chi phối cuộc sống cá nhân. Ông cho rằng việc kiếm tiền và đầu tư phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản và không bị cuốn theo các xu hướng thị trường nhất thời. Phong cách đầu tư riêng biệt. Dù rất kính trọng và học hỏi từ người thầy Benjamin Graham, Buffett bắt đầu điều chỉnh phong cách đầu tư của mình trong giai đoạn này. Trong khi Graham tập trung vào các cổ phiếu giá rẻ theo phương pháp Seagull, tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp nhưng vẫn có thể mang lại một chút giá trị, Buffett bắt đầu mở rộng phạm vi đầu tư và tìm kiếm các công ty có tiềm năng phát triển dài hạn. Buffett dần xây dựng triết lý đầu tư của riêng mình, không chỉ dựa vào giá trị nội tại của doanh nghiệp mà còn tập trung vào chất lượng quản lý và tiềm năng phát triển bền vững của công ty đó. Đây là bước đột phá lớn giúp ông khác biệt so với nhiều nhà đầu tư truyền thống thời kỳ đó. Sự khởi đầu của Buffett Partnership. Với số vốn cá nhân và sự tin tưởng của gia đình và bạn bè, Buffett đã thành lập Buffett Partnership. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông khi ông chính thức điều hành một quỹ đầu tư của riêng mình. Buffett không chỉ chịu trách nhiệm về tài sản của bản thân mà còn quản lý tiền bạc của những người tin tưởng ông. Thông qua quỹ đầu tư này, ông bắt đầu áp dụng những chiến lược đầu tư dài hạn và kiên định dựa trên nguyên tắc biên an toàn mà ông học được từ Graham, đồng thời kết hợp với những ý tưởng sáng tạo của riêng mình. Chiến lược tập trung vào giá trị lâu dài. Chương này cũng nhấn mạnh sự kiên trì của Buffett trong việc chọn lọc các cổ phiếu giá trị và đầu tư dài hạn. Ông không bị cuốn vào những cơ hội ngắn hạn hay sự biến động của thị trường, mà thay vào đó luôn nhìn xa hơn về giá trị thực sự của các công ty. Buffett tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng và quản lý tốt, bất kể tình hình thị trường chung. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với nhiều nhà đầu tư thời đó, khi Buffett từ chối tham gia vào các cổ phiếu nóng hay đầu cơ ngắn hạn. Bước chuyển mình trong sự nghiệp đầu tư. Sự khởi đầu của Buffett Partnership là những thành công đầu tiên đã tạo nền móng cho sự nghiệp đầu tư huyền thoại của Buffett. Trong giai đoạn này, ông không chỉ khẳng định bản thân là một nhà đầu tư tài ba mà còn bắt đầu gây dựng danh tiếng trong giới tài chính, dù vẫn giữ phong cách sống khiêm tốn và giản dị. Chương 22 miêu tả một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Buffett khi ông thiết lập nền móng cho sự nghiệp đầu tư của mình với Buffett Partnership. Chương 23 câu lạc bộ Omaha. Chương 23 tập trung vào giai đoạn năm 1959 khi Warren Buffett trở thành một nhân vật nổi tiếng tại Omaha. Nội dung chương xoay quanh các sự kiện và mối quan hệ của Buffett trong cộng đồng tài chính và xã hội tại địa phương. Bối cảnh xã hội và câu lạc bộ Omaha. Câu lạc bộ Omaha là nơi tập trung của những doanh nhân và lãnh đạo cấp cao của thành phố, từ các ông chủ ngân hàng đến các nhà điều hành bảo hiểm. Đó là một không gian yên tĩnh để thảo luận về các vấn đề kinh doanh mà không bị quấy rầy. Buffett với sự nghiệp đầu tư phát triển dần gia nhập vào tầng lớp này, mối quan hệ đối tác và các thương vụ đầu tư. Buffett đã bắt đầu nổi danh tại Omaha nhờ vào thành công của các khoản đầu tư và khả năng kinh doanh của mình. Ông thu hút được các đối tác lớn trong khu vực, bao gồm những gia đình danh giá như All Food, và thành lập các công ty đầu tư mới. Điều này giúp Buffett phát triển thêm các mối quan hệ kinh doanh quan trọng. Thách thức và sự cẩn trọng trong đầu tư. Mặc dù Buffett đã trở thành một nhà đầu tư đáng kính trọng, ông vẫn đối mặt với những nghi ngờ và chỉ trích từ một số người tại Omaha. Tính cách kín đáo và nguyên tắc đầu tư của ông thường khiến người khác không hoàn toàn hiểu hoặc tin tưởng vào cách ông kiếm tiền, dẫn đến những hiểu lầm về mô hình đầu tư của ông. Vượt qua sự nghi ngờ và tiếp tục phát triển. Mặc dù có những lời hoài nghi, Buffett tiếp tục thành công trong sự nghiệp, ông duy trì phương pháp đầu tư kiên định của mình và dần thuyết phục được cả những người hoài nghi về năng lực và nguyên tắc kinh doanh của ông. Sự xuất hiện của Charlie Munger. Buffett và Munger gặp nhau thông qua một người bạn chung, tiến sĩ Eddie Davis. Lúc này, Munger đang quay về Omaha để giải quyết một số vấn đề về bất động sản của gia đình. Mặc dù Munger lớn hơn Buffett 6 tuổi và đã có nhiều kinh nghiệm trong giới kinh doanh, hai người nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung nhờ những cuộc trò chuyện sâu sắc về đầu tư và kinh doanh. Trong cuộc trò chuyện, Munger nhanh chóng nắm bắt các nguyên tắc đầu tư của Buffett và đặc biệt ấn tượng với sự hiểu biết của Buffett về thị trường. Buffett kể với Munger về những triết lý đầu tư mà ông đã học được từ Benjamin Graham. Cả hai cảm thấy tâm đầu ý hợp khi cùng chia sẻ những quan điểm sâu sắc về giá trị của việc đầu tư lâu dài và tầm nhìn chiến lược. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau trong cách tiếp cận đầu tư, Buffett và Munger bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác kéo dài suốt hàng thập kỷ sau đó. Munger mang đến cho Buffett một góc nhìn mới về giá trị của những doanh nghiệp chất lượng cao, góp phần thay đổi một phần cách tiếp cận đầu tư của Buffett trong những năm sau này. Chương này tập trung vào sự phát triển của Warren Buffett trong cộng đồng doanh nghiệp Omaha, các mối quan hệ đối tác quan trọng và những thách thức mà ông phải đối mặt trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Chương 24 đầu máy xe lửa.
Chương 24 trong quyển sách Hòn Tuyết Lăn kể về thời kỳ từ năm 1958 đến năm 1962, một giai đoạn mà Warren Buffett tiếp tục phát triển mạnh mẽ sự nghiệp đầu tư của mình và cũng bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân. Cuộc sống tại Omaha. Warren Buffett và vợ Susie có một lối sống giản dị dù họ đã đạt được nhiều thành tựu tài chính. Ngôi nhà của họ không khóa cửa và trẻ em trong khu vực có thể ra vào tự do. Trong khi Susie thường xuyên tương tác với cộng đồng, Buffett lại dồn toàn bộ thời gian vào công việc tài chính. Buffett và con tàu đầu tư. Trong chương này, tác giả sử dụng hình ảnh chiếc đầu máy xe lửa để miêu tả cách Buffett tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng nghỉ trên hành trình đầu tư của mình. Ông vẫn trung thành với chiến lược mua cổ phiếu giá trị thấp và chờ đợi để gặt hái thành quả từ những mẩu xì gà bùng cháy lên. Thành công và thách thức. Buffett phải đối mặt với nhiều giới hạn về tài chính trong công ty của mình. Ông thường phải bán cổ phiếu để đầu tư vào các cơ hội khác có lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và chiến lược đầu tư dài hạn, ông dần gặt hái được thành công và mở rộng danh mục đầu tư của mình. Sự phát triển của công ty Buffett Partnership. Mặc dù đối mặt với những thách thức và sự cạnh tranh trong thị trường, Buffett tiếp tục quản lý các khoản đầu tư thành công thông qua công ty Buffett Partnership. Ông tập trung vào các cổ phiếu có giá trị thấp và lợi thế lớn, một chiến lược đã đem lại nhiều thành công cho ông trong giai đoạn sau này. Chương này minh họa sự kiên trì của Buffett trong việc theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn và tiếp tục phát triển công ty, đồng thời thể hiện cuộc sống gia đình giản dị và tình yêu của ông đối với công việc. Chương 25, cuộc chiến cối xay gió. Chương 25 tập trung vào những năm 1960 đến năm 1963 khi Warren Buffett mua cổ phần kiểm soát tại Dempster Mill Manufacturing, một công ty gia đình sản xuất cối xay gió và thiết bị tưới tiêu ở Beatrix, Nebraska. Phân tích và mua cổ phần. Buffett phát hiện ra Dempster có giá trị sổ sách lớn hơn nhiều so với giá thị trường. Ông cho rằng công ty có tiềm năng tài chính nhưng không tạo ra lợi nhuận do quản lý kém. Buffett áp dụng chiến lược đầu tư Seagabert, mua cổ phần với giá thấp và chờ đợi lợi nhuận từ giá trị tài sản của công ty. Kiểm soát và cải tổ. Sau khi nắm được quyền kiểm soát, Buffett bổ nhiệm Harry Bottle để quản lý và cải tổ Dempster. Harry nhanh chóng cắt giảm chi phí và thanh lý nhiều tài sản, giúp công ty có lợi nhuận. Buffett dần biến Dempster từ một công ty thua lỗ thành một khoản đầu tư sinh lời. Thách thức trong quản lý. Mặc dù thành công ban đầu, việc quản lý và cải tổ Dempster tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của Buffett khiến ông nhận ra những hạn chế của chiến lược đầu tư dựa trên tài sản thay vì các công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bài học từ vụ Dempster. Kinh nghiệm này giúp Buffett thay đổi chiến lược đầu tư của mình. Ông dần chuyển từ chiến lược Seagabert sang tập trung vào các công ty có giá trị bền vững và triển vọng tăng trưởng lâu dài. Chương này nhấn mạnh những thách thức và bài học quan trọng của Buffett trong việc quản lý và cải tổ một công ty truyền thống. Chương 26, những đống cỏ khô bằng vàng. Chương 26 của quyển sách mang tên Những đống cỏ khô bằng vàng tập trung vào thời kỳ từ năm 1963 đến năm 1964 khi Warren Buffett bắt đầu tích lũy tài sản lớn từ những khoản đầu tư chiến lược, tập trung vào Dempster Mill. Buffett đã mua lại công ty sản xuất cối xay gió Dempster Mill. Ông cải tổ hoạt động của công ty, giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận. Sự thành công này được ví như những đống cỏ khô bằng vàng vì công ty có vẻ không có giá trị bề mặt nhưng lại ẩn chứa tiềm năng tài chính lớn. Chiến lược đầu tư tài sản có giá trị thấp. Buffett theo đuổi chiến lược đầu tư vào các công ty có tài sản thực sự như bất động sản hoặc máy móc nhưng bị định giá thấp hơn giá trị thực tế của chúng trên thị trường. Ông mua với giá hời và chờ đợi giá trị của các tài sản tăng lên để tạo ra lợi nhuận lớn. Kiên nhẫn và tính kỷ luật trong đầu tư. Chương này cũng nhấn mạnh tính kiên nhẫn và sự tuân thủ nguyên tắc của Buffett. Ông không bị cuốn vào sự phấn khích của thị trường và luôn tập trung đầu tư vào những giá trị thực sự, mở rộng hợp danh đầu tư. Nhờ các thương vụ thành công, Buffett đã có khả năng mở rộng quy mô của công ty hợp danh đầu tư của mình, đồng thời thu hút thêm nhiều đối tác lớn và các nhà đầu tư mới. Chương này minh họa khả năng của Buffett trong việc tìm ra các cơ hội đầu tư có giá trị ẩn và khai thác chúng một cách thông minh, giúp ông xây dựng tài sản và danh tiếng của mình. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để Zfin có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. Zfin mong rằng series đọc sách cùng Zfin sẽ mang đến cho anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với quyển sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại!